xin chào cô chú anh chị đến với kênh Nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ. Anh chị ơi, một cái căn nhà mới tinh vừa được làm xong luôn nha anh chị, và chưa dọn dẹp vệ sinh nữa đó. Và căn nhà này với diện tích là ngang 5, dài 22m, nằm vị trí rất là đắc địa luôn, nằm rất là gần đường Đinh Đức Thiện luôn nha anh chị. Từ đây nè, mình ra đường Đinh Đức Thiện á chỉ khoảng là 200-300m thôi, rất là gần thôi. Nằm ngay sau lưng trường tiểu học luôn nha anh chị, trường tiểu học Long Trạch 1 đó. Ở đây thì khu dân cư thì sát sát với nhau rồi nha anh chị đó. Thì nhà mình nằm ngay sau đường Đinh Đức Thiện. Từ đây mà ra đến Đức Thiện á, thật sự khi mà tính về khoảng cách đó anh chị thì chỉ khoảng là khoảng 100m thôi, rất là gần luôn đó. Còn mà đi xe máy thì ra xe máy ô tô này kia thì khoảng 200-300m thôi anh chị ha. Đó, đường mình thì ô tô 4 chỗ 7 chỗ vào được tới nhà luôn. Có cái phần đường này nè thì chuẩn bị đổ nha anh chị đó. Hiện tại thì chưa đổ ha, chưa đổ bê tông nha anh chị. Đường phần đường này chuẩn bị đổ bê tông lại ha đó. Và ở đây thì đường mình á, bề ngang của cái không gian đường thì khoảng 4-5m đó, rất là rộng luôn. Ở trên á thì nhà mình á được xây dựng với thiết kế là một trệt một lầu đó, 5 x 22m, đầy đủ công năng nha anh chị. Đây, và phần phần nền của cái căn nhà mình đó thì làm cao hơn đường khoảng 4 tấc rồi nha anh chị đó. Được làm cổng, được thiết kế hiện đại luôn. Cổng mình á thì cổng 4 cánh ha đó, khá là đẹp luôn anh chị đó, với những cái đường viền chỉ nhỏ anh chị ha đó. Hai bên thì có hai trụ cổng nữa nè. Và đây, ở đây mình có thêm một cái khoảng sân nữa. Một khoảng sân này thì mình đậu ô tô 4 chỗ 7 chỗ đều được luôn ha. Ở dưới thì gạch chống chân trượt đầy đủ rồi cho anh chị đó. Rồi, mái che thì mình về mình có thể làm thêm mái che nha anh chị, cho nó mát ha. Rồi dưới này thì cũng có vòi nước nữa nè. Một cái nhà mẫu nhà cũng khá là quen thuộc luôn đó, và với giá là 2.390 triệu thôi anh chị đó, khá là rẻ ha. Rồi bây giờ cùng khám phá với Thành Vũ anh chị. Đây, trước khi vào nhà thì mình có một cái lớp cửa kính 4 cánh, kính cường lực ha đó, được làm sơn màu sơn sinh pha rất là đẹp luôn. Ở dưới thì gạch đá hoa cương đen và đỏ. Và đây là không gian phòng khách của căn nhà mình. Căn nhà mình đó thì bề ngang 5m nha, cho nên là rất là rộng anh chị đó. Trần long phong thạch cao, đèn lon đèn led đầy đủ cho mình luôn đó. Đang giờ là ban ngày nha anh chị. Đây, để Thành Vũ bật lên cái đó, bật đèn lên cái ha, rất là sáng nha anh chị đó. Rồi ở dưới này thì gạch chân tường đầy đủ cho mình rồi anh chị. Ở đây có thêm một cái khung tranh nữa nè, một cái khung tranh ha. Về đó thì anh chị thích màu tranh nào Thành Vũ tặng cho cái khung tranh kiểu đó nha anh chị. Ở giữa thì một cái cây đèn chùm nha anh chị, pha lê lung linh lấp lánh. Ở trên đó thì trần long phong thạch cao ha, rồi những đường vị chỉ nổi nè, mạ vàng nữa. Chỗ này vách tivi của nhà mình nè, vách salon. Ở đây mình có thêm một khung tranh ở phía sau này nữa ha đó. Chỗ này thì mình làm cái hòn non bộ cũng được nữa. Nhà mình dài 22m lận anh chị, cho nên là rất là thoải mái luôn. Gạch chân tường ngay khúc này cũng có luôn đó, mình làm cái hòn non bộ ở đây đó. Gạch cầu thang lan can tay vịn kính cường lực ha, đá hoa cương trắng đen ha anh chị, rất là đẹp và hiện đại luôn đó. Chỗ này thì mình có thêm những cái lam nữa nè, những cái lam gỗ để ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp ha anh chị ha đó, nhìn khá là ok luôn ha anh chị. Đây, đây là không gian phòng bếp nhà mình đây, rất là rộng luôn anh chị ơi, rất là thoải mái ha. Mình có thể để một bộ bàn ăn 4 ghế hay 8 ghế đều được ha anh chị. Trên trần long phong thạch cao. Tủ bếp của mình á thì tủ bếp chữ L đó. Ở dưới này thì có rất là nhiều ngăn nữa nè, làm một cái bậc cao lên nữa để cho đừng có ẩm mốc anh chị đó. Rất là nhiều ngăn tủ trong đây. Ở đây á thì bồn rửa chén của mình cũng đầy đủ luôn, có chỗ thờ ông táo nữa nè ha đó. Tủ lạnh thì để chỗ này ha anh chị. Và đây là cái không máy hút mùi nha anh chị đó, chỗ để máy hút mùi. Ở đây cũng rất là rộng rãi luôn anh chị đó. Phòng ngủ ở dưới tầng trệt này ha anh chị ha đó, cũng rất là rộng luôn. Ở đây thì gạch chân tường đầy đủ cho mình, gạch ở dưới thì 800-800, có lắp sẵn cái ống đồng máy lạnh ở đây rồi nha anh chị đó, lắp đỏ sẵn ống đồng máy lạnh luôn. Cửa nè, cửa gỗ nữa ha, gỗ nguyên khối đó. Ở đây thì cũng có những cái khung tranh nữa nè anh chị, nhà quá là ok luôn. Cái căn này là rẻ nhất thị trường đó anh chị, 2.390 triệu thôi đó, quá rẻ anh chị ha. Ở trên đây thì khoảng không gian giếng trời nha anh chị. Ở dưới thì gạch ốp lát chống chân trượt cho mình rồi, gạch chân tường cũng đầy đủ luôn, có chỗ để mà mình để máy giặt luôn ha anh chị ha. Trên thì làm mái che sẵn cho mình luôn rồi, rồi có làm những cái khung sắt nữa nè đó, có làm cái mát xối nữa ha, để nước có thể xuống đây luôn. Và cái không gian phía sau chính là không gian nhà vệ sinh. Đây, nhà vệ sinh cũng rất là ok luôn anh chị. Bồn cầu nguyên khối nè ha, lavabo nè đó, gương này kia đầy đủ đó, và hoa sen ha anh chị ha. Rồi ở đây mình có thêm một cái cửa nhôm nữa ha anh chị. Và bây giờ mọi người cùng nhìn lại tầng trệt của căn nhà trước khi mình lên lầu khám phá những không gian tiếp theo nhé. Ở
không gian cầu thang của căn nhà này thì rất là rộng luôn anh chị và thoải mái, tại vì cái bảng cầu thang nó bự hơn anh chị ha. Đó, hai bảng và chiếu nghỉ ở giữa đó, ở giữa mình có một cái đèn cầu thang nữa anh chị. Và tiếp theo chính là một cái không gian phòng ngủ bên trong này đây, cũng rất là rộng luôn anh chị. Đó, ở trên thì trần lao phong thạch cao, trần thả nha anh chị ha. À, gạch ốp lát thì 600 x 600. Đó, ở đây thì mình có một cái cửa nhôm nữa nè, kính mờ. Phía sau này cũng vậy luôn. Đó, phía sau này cũng vậy luôn anh chị. Đó, một cái không gian cũng có cái cửa sổ chữ A ngay phía đây nè anh chị. Đó, rất là thoải mái luôn ha. Rồi đèn ngủ này kia đồ đầy đủ cho mình. Đó, căn phòng này thì mình để đầy đủ nội thất này kia đồ được luôn anh chị. Đó, rộng ha. Căn phòng kia cũng rộng không kém. Và tiếp theo chính là không gian nhà vệ sinh. Đây. Không gian nhà vệ sinh thì gạch ốp lát chống trơn trượt, bồn cầu nghiêng khói đầy đủ cho mình rồi. À, rồi hoa sen nóng lạnh đầy đủ luôn ha. Đó, đầy đủ rồi, hoa sen nóng lạnh luôn anh chị. Đó, rồi ở đây thì gạch chăn tường, cửa nhôm sinh pha, kính cường lực phủ mờ. Và có thêm một cái chậu lavabo ở đây nữa nè, cái gương để ngoài này ha, để mình súc miệng ngoài này. Đó. Và một cái căn phòng tiếp theo chính là căn phòng thờ nha anh chị. Đó, rộng rãi và thông thoáng không kém luôn, bằng phòng khách bên dưới luôn anh chị. Mình để phòng thờ hoặc phòng ngủ đều được. Và căn nhà mình là căn nhà hướng Tây nha. Đó, hướng Tây nha anh chị. Ở trên đó thì trần lao phong thạch cao nè. Với những đường chỉ viền chỉ nổi ha. Ở đây có thêm một cái đèn chùm nữa nè anh chị. Đó, có thêm một cái cửa sổ nữa, một cái cửa sổ phía bên đây nữa nè anh chị. Và hai bên là hai khung cửa ha. Phía trước mình là ngôi trường ha, rất là đông luôn anh chị. Ngôi trường này rất là nhiều học sinh. Đó, ra ngoài chính là đường Đinh Đức Thiện luôn ha. Nhà mình chỉ nằm sau cái ngôi trường này thôi. Đó, lan can thì lan can sắt với những cái hoa văn rất là đẹp luôn, sơn màu đen và màu vàng anh chị ha. Đó, ở trên này mà sơn màu nâu nè. Ngoài này thì được dán gạch ha anh chị. Và những đèn ở trên thì đèn trang trí mặt ngoài, ban đêm thì bật lên thì rất là lung linh. Đó, được sơn màu xanh với màu nâu kết hợp với nhau rất là ok luôn. Đó. Và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nhé. Anh chị ơi, một căn nhà với diện tích ngang 5m ha và dài là 22m, hướng Tây nha anh chị, pháp lý là sổ hồng riêng hoàn toàn luôn. Được xây dựng là một trệt một lầu, 4 phòng ngủ ha anh chị và hai nhà vệ sinh. Đó, có sân đậu ô tô luôn, đường ô tô nha anh chị và nằm ngay sau trường luôn, ngay sau trường và gần khu công nghiệp Cầu Tràm luôn nha anh chị. Đó, rất là ok, một cái khu vực rất là đông dân cư nha anh chị. Đó. Rồi căn nhà mình với giá là 2.390.000.000 đồng. Anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ ha. Và nếu mà căn nhà này mà chưa yêu thích á, anh chị nhớ bấm đăng ký theo dõi những căn nhà tiếp theo nha. Thành Vũ xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp.